Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với tiệm mèo xem. Hôm nay mình mới đặt mua một sản phẩm này và muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra là mình cũng không phải là chia sẻ đâu, mà mình cũng muốn các bạn chia sẻ lại với mình là các bạn đã từng dùng sản phẩm này chưa. Vì là một đây là cái sản phẩm này thì mình biết đến lâu rồi, nhưng mà trước đây thì mình chưa từng sử dụng cho các bé bên mình. Và dạo này tự dưng muốn mua thì cũng không biết là hiệu quả như thế nào. Vừa nãy mình đã giặt ra rồi. Thì đâm ra đây không phải là clip bóc hộp đâu. Mình vừa đã giặt sạch ra xem thử rồi. Mình đặt cái combo này thì thanh toán là 100, mình không nhớ nữa. Đợi một chút. Đây 114.000. Cái combo này là 100.000, 50.000 cho một nọ này, 40g. Cái này là men vi sinh. Mình từng sử dụng qua rất nhiều loại về men vi sinh rồi à. Và dạo này thực ra cái loại này biết đến lâu rồi ấy. À, thấy ở trên hội nhóm các bạn ý chia sẻ chăm sóc mèo ấy, thì là chia sẻ rất nhiều cái về cái men này. Nhưng mà trước mình cũng không biết, kiểu đã từng xem rồi nhưng mà cũng không biết là vì lý do gì mà mình lại không mua. Đây, trong một hộp này sẽ có một hộp này men. Cái hộp nó không được xịn lắm, nó là nhựa bạn ạ. Đi kèm đấy là một cái thìa, chắc là để lấy men. Đấy rồi, hướng dẫn sử dụng Bionite MBR9. Thầy ghi ở đây là dùng cho chó mèo ở mọi lứa tuổi. Không có hormone kháng sinh và chất cấm. Mình đang đọc cái tờ này thì thấy là ngoại trừ các cái vi sinh vật ra thì nó có thành phần là vỏ sò biển bổ sung canxi cho các bé. Công dụng nào? Tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa, giảm tình trạng tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, ăn không tiêu, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn. Tại vì bé lớn thì mình đang bị kén ăn ý, thế nên là mình thì thử thích thèm ăn, tăng cường miễn dịch tự nhiên. Ê, cái mà mình từng đọc review nhiều nhất về cái này là cái khử mùi hôi phân. Thực sự là mình đã từng sử dụng qua rất nhiều loại men vi sinh và cũng có thấy gì có cái tác dụng đấy, nhưng mà cái tác dụng thực tế thì mình không thấy. Không biết là các bạn đã từng dùng cái men này chưa, có thể chia sẻ cho mình cái kết quả các bạn nhận được ở bên dưới được không. Hiện tại thì mình đang rất hào hứng muốn thử, nhưng mà rất là mất một thời gian rất là dài. Chúng ta cũng vẫn rất là tò mò muốn các bạn chia sẻ. Liều dùng cái này khá là ít ý. Có thể trộn trực tiếp vào thức ăn hoặc là nước này, nhưng chắc là mình sẽ pha với nước cho nó uống luôn thôi. Tại vì để vào đồ ăn thì nó đang kén ăn như thế, chắc không ăn được hết đâu. Cái này còn có thể pha vào sữa. À đây, cái đúng rồi, cái thìa này mỗi cái thìa này là 1g, khá là tiện. Bé nhà mình thì khẩu phần ăn bé nhà mình những hơn 4 cân, 700g trên 700g là 3g men, là 3 cái thìa này một ngày. Một hộp này là 40g, 40g, 40 chia 3, 39 chia 3 là 13, 13 ngày, 26 ngày. Thế là mình sẽ dùng cái này gần 1 tháng. Với
chó mèo đang bị bệnh hoặc stress thì sẽ dùng gấp đôi giảm liều lượng khi mà phân lỏng. Giảm liều lượng khi chó mèo đi phân lỏng không có mùi hôi. Dùng hết trong vòng 3 giờ sau khi trộn men. À đấy, nếu mà như thế thì chắc chắn là mình sẽ pha nước để cho các bé uống rồi. Vì mình sẽ không kiểm soát được cái việc là nó ăn, để bỏ nó ăn sau 3 giờ. Mình đang tìm xem sản phẩm này là sản xuất ở đâu. Nhưng mà ở đây công ty trách nhiệm hữu hạn Men Đức Nghĩa. Ha, sản phẩm này là của Việt Nam. Mình không thấy mã bạch. Nói chung là theo cái thông tin ở trên này thì đây là sản phẩm của Việt Nam. Nói chung là rất là mong chờ. Thực sự là mình chỉ mong bé ăn nhiều hơn. Bởi vì dạo này thời tiết rất là nóng, các bé bị bỏ ăn mà mình không biết là bé bỏ ăn do stress hay là do thời tiết hay là do thế nào cả. Nhưng mà cái lượng ăn nó thì giảm nhiều quá, nên là mình cần bổ sung chất cho bé. Mình sẽ làm video báo cho các bạn kết quả sau 26 ngày, cũng có thể là 30 ngày đấy. Bởi vì sau đấy chắc là mình cũng lười lười. Sẽ xem cái hiệu quả của cái men này trên bé mèo nhà mình. Mình cũng một lần nữa rất là muốn là các bạn, tại vì là các bạn theo dõi kênh của Tiểu Mèo Sen thì cũng đều là các sen nuôi rất nhiều bốt rồi. Thế nên là các bạn có kinh nghiệm gì về việc các bé nhà mình kén ăn hay là thực ra vấn đề khó giải quyết nhất là vấn đề các bé kén ăn, hãy chia sẻ với mình nhé. Đặc biệt là cái sản phẩm này các bạn sử dụng như thế nào. Ok, video của mình chỉ là chia sẻ như thế thôi, về cái tự dưng muốn khoe cái sản phẩm mình vừa mới mua cho bé con. Cùng người đấy là hỏi mọi người về cái trải nghiệm của mọi người khi đã từng sử dụng như thế nào để rút ra kinh nghiệm. Thì nhá, bye bye các bạn. Mình sẽ trở lại ở video sau.